Chào các bạn đã trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14. Tập hôm nay mình sẽ tiếp tục hành trình đi tìm gấu trúc. Nhưng trước tiên mình sẽ nấu một ít đồ ăn đây. Vườn lúa thì trong thời gian như 2 tập thì mình có AFK để cho nó lớn lên rồi. Cây thu nhập không? Hai tay cà gót mình cũng đã nhân giống, tay cà gót mình đã nhân giống lên được một ít rồi. Còn lại thôi. Tập trước mình có dùng ngựa để đi tìm gấu trúc nhưng mà gặp một cái biển rất là lớn luôn. Bây giờ mình phải quay lại thôi. Tập Nam quyết định dùng cẩm đường ngọc để đi tới đó luôn. Nhưng mà cách này thì khá là nguy hiểm, tại vì ở dưới địa ngục thì có con giáp đấy, nó bắn một phát là thôi xong luôn. Ok, đây mình đã nhân giống lên được một ít, cầm lại thôi. Còn đây đập hai tay. Đây là cà gót. Ô, vậy chưa lớn nữa. Okay. Rồi mình sẽ xài cẩm liên ngọc thôi. Lần trước mình có đào obsidian sẵn rồi. Và trong thời gian 2 tập mình cũng có bắt thêm một con lừa vậy các bạn. Giờ lấy con ngựa cũ mình rồi. Okay. Dự định sẽ xây cổng thì ngục ở đây. Mình đắt đỡ các bạn. Đây, giờ là làm cái bọc lửa thôi. Mình cũng nhân giống mấy cái cây này lắm rồi. Mấy cây này nó mọc rất là nhanh đây. Đấy, cái gì thôi. Nó mọc rất là nhanh luôn. Tìm đá lửa rồi. Ý. Đập như vậy đó. Nãy giờ vẫn chưa ra nữa. Ok, được rồi. Lấy thêm một cục sắt. Ok, giờ thắp cẩm lên thôi. Xuống tìm thứ đấy xin đồ ăn. Mà cắt những thứ không cần thiết là dĩ dưới các bạn nguy hiểm không? Cắt ra là... Đưa con thêm một ít thôi, đó mình chết mình còn có để xài các bạn. Kiếm nè. Cướp. Nếu mình chỉ đem đút cho thức ăn thôi, chứ bỏ lọc. Thêm ít thôi các bạn. Ok, lấy thêm thức ăn này. Đấy, cái lò này nung rất là nhanh luôn. Ok, đi ra. Hy vọng mình không spawn giữa cái hồ lava. Ok, đi thôi. Okay.
Cũng cao ổn, không spawn dưới hồ lava là được rồi. Chắc mình phải đem theo cây cấp nữa các bạn ơi, để lấy cây cấp đây nè. Đây đi. Bây giờ mình sẽ đi đến tọa độ âm 640 và khoảng 500 đi. Âm 600. Ok, đi thẳng như thế này thôi. Bây giờ mình xem có đường nào để đi không. Bây giờ dưới địa ngục cũng có mấy cái rờ viên đó các bạn. Cái này không được rồi. Chắc mình sẽ tu nhanh lần này nha. Thank you.
để nơi phía cuối con đường. Không ngờ ngày mai tay khó khăn ta vượt qua, dẫu cuộc đời này rộng bao la, ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao mây mù răng sao như chân ta bước sạch ba lâu mai, nhìn thật xa để nơi phía cuối con đường. Không sao, ước mơ đang xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu, chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều. Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu, phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều. Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời, dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Có những bài hát nghe chỉ muốn nghe ta cuộc mời, để biết mình lớn rồi nên làm bạn thêm cuộc thôi. Thiếu cuộc ta nói buồn đâu là còn chẳng tan, trên ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng hạt. Giữa trời đông giá rét hai đâu cũng có băng tan, và bất kể ngày đêm mình lên hay chẳng xa. Mới có hai chị ngu rồi đây. Không sao, mà cũng tới nơi. Ngủ thôi, sáng thức dậy ta đi lại. Này đi xếp ngu người. Giờ đi đào thêm mắt linh thật đó. Đi đào cái mắt kiên tập thôi. Mắt hết giáp. Sẽ đúng rồi. Đây đây luôn đi.
Đúng nha. Thôi đi thôi. Bây giờ mọi người sẽ đúng. Tại nãy mình thấy nó lệch nhiều các bạn. Là 100 block nè. 100 block ở địa ngục là bằng 800 block ở ngoài vanilla cái gì. Nó hơi lệch. Ok thì mọi người sẽ chính xác. Đấy. Có người các bạn. Bây giờ thì cùng rút chút thôi. Tại có một bạn comment là kêu mình đi tìm rút chút. Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm rút chút theo yêu cầu bạn đó. Mình cũng dự định là nếu các bạn đồng ý thì cứ comment đi, mình sẽ dời qua đây để sinh tồn luôn. Mình khá thích ở khu vườn trúc này luôn á. Bạn nào muốn mình dời qua đây sinh tồn nhớ comment dưới nha. Ok, giờ đi tìm cái trúc thôi. Chết thì phòng tao đổ cái cổng rồi đó. Không thôi mình hồi đi lạc là sắp mặt á. Chút hơi lắc các bạn. Mới đi một chút thôi là nó lạc cái cổng rồi. Hình to đỏ lắm, mấy hồi đi lạc là chắc mặt. Để mình nhớ xem. Như đi thẳng hướng này có nhiều chút nữa. Đi thôi. Một cái tập này là mình sẽ tìm cái chút yêu cầu của bạn ấy nè. Chắc nó cũng quanh quẩn đâu đây thôi. Đây nó là các bạn. Rồi. Hai con điện tử cho nó ăn xem nè. Đây nó nhào lộn kìa. Đấy, cho hai con nó ăn nó hiểu trái tim quá rồi. Nó nhào lộn kìa. Dễ thương quá. Cho nó ăn nè. Mình quăng ra là nó sẽ nhặt ăn các bạn. Cho con có con à. Nè cho bay nữa nè. Không nhập được coi. Ok, vậy là mình đã hoàn thành một cái tập này, mình đã tìm được gấu trúc. Và bạn nào muốn mình giờ qua đây sinh tồn luôn thì nhớ comment ở phía dưới nha. Cảm ơn các bạn đã xem tập này. Bye bye.